Hai anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh tayaba.com. Và trong video này thì mình sẽ trên tay để review cho anh em về một cái máy massage cổ bằng xung điện 3D có cái mã là JT-808. Thì cái sản phẩm này mình mua trên Banggood, giá nó đâu đó tầm khoảng cỡ 400 ngàn. Tuy nhiên khi mà anh em xem video này thì mình sẽ tặng cho anh em luôn là một cái voucher lên đến là 11 đô dành cho anh em nào là fan của kênh mình. Khi mà anh em mua thì đơn giản thôi, anh em sẽ nhập cái mã mình để dưới phần mô tả video, anh em bấm vào cái link, sau đó là nhập cái mã mình để dưới phần mô tả video ha, thì anh em sẽ giảm còn là đâu đó khoảng 9 đô mấy gì đấy. Anh em mua cái máy này nó đâu đó còn khoảng là hơn 100 ngàn tí thôi, tầm khoảng 108-109 ha, anh em sẽ sở hữu được cái máy này. Thì làm cách nào để anh em mua thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em trong cái video này. Khi mà anh em xem cái video thì anh em để ý ha, thì luôn luôn nào ở dưới phần mô tả video á, mình cũng có để cho anh em một cái phần link dẫn đến cái sản phẩm này mua và một cái link dẫn đến cái mã giảm giá. Thì công việc của anh em là sẽ bấm vào phần cái link ở bên dưới phần mô tả video ha. Khi mà anh em bấm vô thì nó sẽ dẫn cho anh em đến một cái phần sản phẩm như vậy. Thì cái sản phẩm này đang bán giá của nó là khoảng 448 ngàn. Thì để mà mua sản phẩm này được á, anh em nào mà chưa có app thì anh em bắt đầu mở cái app này lên để tải về ha. Sau rồi anh em sẽ tải cái app Banggood này về. Anh em sẽ đăng ký tài khoản ha. Anh em sẽ bấm tiếp tục đi. Và anh em bấm tải cái app Banggood này về. Bây giờ thì mình đã tải xong rồi thì anh em bắt đầu là bấm chữ mở app lên. Anh em đợi một tí nha. Đây, bắt đầu nó ra sản phẩm rồi. Khi mà anh em là người dùng đầu tiên á thì anh em cũng sẽ được giảm là 2 đô la cho cái đơn hàng là 3 đô la. Thì anh em giảm nơi đó tầm khoảng là 40 mấy ngàn gì đó anh em. Bây giờ là cái giá sản phẩm hiện tại á, là 18.99 đô. Tuy nhiên mình sẽ tặng anh em là cái mã giảm giá 11 đô. Anh em yên tâm đi, mua thông qua mình thì anh em sẽ được giảm giá khá là sâu luôn. Thì trong cái sản phẩm này thì khi mà anh em muốn mua hay là bất kỳ một cái sản phẩm nào mà mình review trên Banggood á thì mình cũng sẽ để link với phần mô tả cũng như là cái mã giảm giá. Anh em chỉ cần nhớ cái mã giảm giá nè, note lại đi, xong rồi bắt đầu là vào cái link mình mua, nhập vô là được giảm ha. Khi mà anh em đã vào được cái sản phẩm rồi thì anh em sẽ bấm vào chữ mua ngay nha. Mua ngay, trong phần mua ngay này thì anh em thấy đây nó sẽ có hai phần, một là tạo tài khoản hay là đăng nhập ha. Anh em chưa có tài khoản thì anh em có thể là bấm vào để tạo tài khoản, đơn giản thôi, bấm vào tạo tài khoản. Anh em có thể là nhập cái Gmail của anh em hay là bất kỳ cái Gmail nào, hay là anh em có thể đăng ký bằng số điện thoại nè, đăng ký bằng Facebook, hoặc đăng ký bằng cái tài khoản Google hay là tài khoản của Apple thì cũng đều được ha. Thì đăng ký đơn giản nhất thì anh em sẽ đăng ký bằng Gmail. Thí dụ như mình sẽ đăng ký bằng một cái Gmail của mình. Anh em nhập Gmail xong rồi anh em sẽ nhập cái mật khẩu bên dưới ha. Và anh em bấm tạo là được. Bấm chìa khóa để xác nhận ha. Xong rồi anh em tiếp tục, anh em sẽ bấm tiếp tục. Trong phần mua này á, thì anh em sẽ phải thêm cái địa chỉ giao hàng. Cái phần thông tin địa chỉ giao hàng thì đơn giản thôi, anh em có thể là bấm để nó cập nhật cái GPS ha, hoặc là anh em có thể là điền vô luôn. Thì tên đầu tiên và họ tên thì anh em tên gì thì anh em sẽ để tên đó, đơn giản thôi. Thí dụ mình để tên của nó là ta đi, họ ba đi ha, và quốc gia là Việt Nam. Tỉnh là anh em ở tỉnh nào của Việt Nam, anh em ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội thì anh em sẽ chọn Hà Nội ha. Huyện nào đó anh em chọn vô. Và địa chỉ dòng 1, địa chỉ dòng 2, mã bưu điện ha, mã bưu điện, địa chỉ dòng 1, địa chỉ dòng 2 thì anh em cứ ghi địa chỉ đầy đủ được ha. Ghi địa chỉ đầy đủ, anh em ở huyện nào, xã nào đó anh em ghi vô. Địa chỉ dòng 2 cũng như vậy. Cái phần mã bưu điện này thì anh em đơn giản thôi, anh em lên trên mạng á, anh em gõ lại cái mã bưu điện khu vực anh em ở là nó sẽ hiện ra, anh em nhập vô. Cuối cùng là anh em sẽ điền cái số điện thoại của anh em vô ha. Điền số điện thoại anh em vô, ví dụ là 0977 nè, 13 nè. Và anh em địa chỉ của anh em là thí dụ giống như là đây. Em bắt được chỉ mà thu lại đơn hàng. Khi mà xong xuôi hết trơn rồi ha, thì đầu anh em sẽ thấy cái phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm có nghĩa là khi mà anh em mua thì nó sẽ hư hại gì đấy thì họ sẽ đền bù cho anh em. Còn anh em không thích bảo hiểm thì anh em có thể tắt ha. Không thích bảo hiểm thì anh em có thể tắt. Nhưng mà họ phiên anh em nên mua bảo hiểm thì anh em cứ bấm vào để mua đi. Cái phí nó cũng không có đáng giá là bao nhiêu hết trơn á. Thì cái sản phẩm này á là nó sẽ chưa đến 20 đô. Nên khi mà anh em mua á, thì nó sẽ bắt buộc anh em phải thanh toán bằng những cái tài khoản. Thí dụ giống như là những cái tài khoản Visa, là anh em có những cái phương thức thanh toán bằng thẻ Visa, là anh em nào mà có thể là thanh toán phương thức COD,
thanh toán khi nhận hàng. Tuy nhiên cái đơn hàng nó phải trên 20 đô. Còn anh em nào mà chưa có cái thẻ Visa hay là Powerpoint gì đấy thì anh em có thể là đăng ký một cái thẻ ảo. Thì cách đăng ký thẻ ảo đơn giản thôi, anh em cứ lên mạng gõ là cách đăng ký thẻ Visa là thẻ Smarter ảo. Đối với những anh em nào mà có tài khoản ngân hàng ha, thì những ngân hàng họ sẽ hỗ trợ cho anh em đăng ký cái thẻ ảo để anh em mua hàng, đơn giản thôi. Thì bây giờ mình sẽ đặt quyền cho những anh em nào mà xem kênh mình muốn mua sản phẩm này, giá bình thường là khoảng 19 đô đúng không? Tuy nhiên nha, mình sẽ tặng cho anh em luôn cái mã 11 đô dành cho anh em nào mà là fan của kênh mình. Anh em bấm vào cái phần phiếu giảm giá nè, anh em bấm dán vô, anh em bấm sử dụng. Và đây anh em, là anh em thấy cái điều thần kỳ chưa? Là anh em sẽ được giảm hẳn luôn là 11 đô. Đây, anh em sẽ được voucher 11 đô. Và anh em sẽ được giảm luôn 11 đô. Giá của anh em mua hiện tại chỉ còn là 9.39 đô thôi. Thì bất kỳ những sản phẩm nào mà mình review trên Banggood á, thì đều có một cái mã giảm giá độc quyền cho anh em. Anh em nào mà quan tâm thì có thể mua vào app ha. Những cái mã giảm giá thì toàn là khoảng trên 10 đô thôi à. Rất là xịn sò cho anh em luôn, để anh em mua sắm được tiết kiệm. Và cái cuối cùng của anh em là anh em có thể thanh toán bằng những cái phần này, còn không là anh em có thể là mua nhiều hơn một cái sản phẩm. Ví dụ như cái sản phẩm này là giá của nó hiện tại anh em áp còn 9 đô phải không, anh em mua thêm một cái sản phẩm nào nữa đâu đó tầm khoảng 11 đô thì 20 đô, thì anh em có thể là sử dụng cái hình thức đó là thanh toán khi nhận hàng. Ví dụ giống như là mình muốn mua cái sản phẩm này đi ha, mình sẽ thêm vào giỏ hàng và mình chọn số lượng là 3 cái, tổng cộng là nó 58 đô. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái mã giảm giá vô trước ha. Thế mình sẽ nhập cái mã giảm giá vô. Cái mã giảm giá của mình hiện tại là giảm 33 đô. Có nghĩa là mỗi cái sản phẩm như vậy thì nó đều giảm được cho anh em là 11 đô, anh em thấy chưa? Mua một cái sản phẩm thì nó giảm 11 đô. Anh em có thể là rủ bạn bè anh em gì đấy, anh em mua ha. Đó, anh em mua rất là đơn giản. Thì bây giờ cái phí bảo hiểm hiện tại của nó là lên là 1.02, thì mình thấy cái phí này cũng không có đắt mấy ha. Và bây giờ anh em thấy chưa, cái đơn hàng của anh em thì bắt đầu nó chỉ còn là 28.17 đô. Anh em để mà thanh toán khi nhận hàng được á, thì anh em mua cái đơn hàng trên 20 đô là được à. Anh em bấm vào trong cái phần là các phương thức thanh toán nè, anh em bấm vào trong cái phần là nó để là có hai cái bàn tay nè anh em, chọn ha. Đó là anh em chọn thanh toán khi nhận hàng rồi, anh em bấm đặt hàng là được ha. Xong rồi khi mà anh em bấm đặt hàng thì bắt buộc họ sẽ gửi đến cái số điện thoại của anh em một cái mã xác minh. Nó nếu mà anh em nào mà đăng ký bằng Gmail nha thì họ sẽ gửi mã xác minh, còn nếu mà đăng ký bằng số điện thoại thì họ không gửi, để xác minh anh em thật sự là cái chủ sử dụng cái số điện thoại này, để tránh tình trạng là những người mà đặt hàng spam, có nghĩa là đặt rồi mà không mua ha, đặt rồi mà không lấy. Thì cái này Banggood họ cũng đã lường trước được rồi, tại vì họ ở nước ngoài, họ gửi hàng cho anh em thì cũng rất là lâu và thời gian thì cũng rất là cực khổ, nên anh em đặt thì chú ý lấy ha. Nhưng cái khoảng thời gian thì nó hơi dài một tí, đó tầm khoảng cỡ một tuần cho đến 10 ngày hoặc là 15 ngày anh em mới nhận được hàng. Thì anh em nhập cái mã vô đây, xác nhận là xong. Đó, đơn giản, quy trình mua hàng của anh em là đơn giản như vậy thôi. Trên Banggood mình thấy nó cũng đơn giản thôi anh em nào mà chưa biết á, thì mình chỉ sơ là biết à. Anh em cứ dựa theo cái video này là mua được ngay, giảm được 11 đô cho một cái sản phẩm như vậy. Và anh em mua 3 cái là giảm được 33 đô luôn. Nói chung là anh em mua một cái giá 19 đô, tuy nhiên anh em đã giảm được 11 đô rồi, chỉ thanh toán là đâu đó tầm khoảng cỡ 8 đô mấy 9 đô thôi, rất là rẻ nha, giá khoảng chừng hơn 100.000 tí thôi. Thì bây giờ mình cùng anh em tiếp tục cái video review chi tiết cái sản phẩm này ha. Và đây anh em, đây là cái phần ngoài vỏ hộp của sản phẩm, thì anh em thấy nó cũng để là cái model của sản phẩm và đại hình sản phẩm ha. Do là vận chuyển từ nước ngoài về nên nó cũng hơi mốt một tí, nhưng mà cũng không sao. Banggood là một trong những trang thương mại điện tử mà bán rất là nhiều sản phẩm công nghệ và được anh em Việt Nam yêu thích rất là nhiều, mua sắm cũng rất là dễ và phổ biến luôn. Cái cách mua thì anh em xem cái lúc đầu thì cũng đã biết rồi. Thì ở đây nó cũng sẽ giảng một cái phần mã để thông tin về sản phẩm này thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở ra ha. Cái giá sản phẩm này thì mình cũng đã nói từ đầu cho anh em rồi, giá cũng rất là rẻ nha. Và đây mình sẽ mở ra ha. Bên trong thì anh em sẽ thấy cho mình đầu tiên là một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Anh ha. Sách hướng dẫn sử dụng này thì cũng khá là đầy đủ và chi tiết, anh em nào quan tâm thì có thể đọc ha. Thì ở đây nó sẽ để những cái thông số kỹ thuật, một lát mình sẽ chia sẻ cho anh em. Bên trong thì sẽ còn cho anh em là một cái phần cáp micro USB. Cáp này thì đâu đó tầm khoảng cỡ 40 sen ha, để sử dụng sạc cho cái máy này.
Và cuối cùng là cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy massage cổ 3D 4D gì đấy ha. Nhìn rất là thú vị. Thì cái sản phẩm này thì hiện tại nó sẽ có hai cái màu sắc để anh em có thể lựa chọn được. Đầu tiên á, là màu đỏ trên tay mình đây, và thứ hai là màu trắng. Thì mình thấy màu trắng thì phù hợp cho những anh em nào mà, chị em nào mà thích màu trắng thôi. Còn màu đỏ thì mình thấy nó hơi cá tính hơn, nên mình lựa chọn cái phiên bản màu đỏ. Thì về phần form thiết kế thì nó cũng giống như là những cái chiếc máy massage cổ khác thôi anh em. Cái công việc của anh em muốn sử dụng được là anh em sẽ chồng lên cổ. Và bên trong cái phần chồng lên cổ này thì nó sẽ có 4 cái miếng điện cực. Thì 4 miếng điện cực này thì nó đều làm bằng cái chất liệu là inox nha. 4 miếng điện cực này nó sẽ sinh ra cái xung điện ở những cái tần số khác nhau. Cái xung điện này thì nó có công suất là 3W, và nó sẽ chạy rất là nhiều tần số khác nhau. Thì anh em có thể là chọn rất là nhiều cái cách sử dụng. Thứ nhất là anh em có thể là châm cứu hay đấm bóp gì mà lấy ha. Thì cái sản phẩm này phù hợp với ai? Phù hợp với những anh em văn phòng hay là những người lớn tuổi thường hay làm việc ngồi nè, hay là những người mà bị đau vai gáy hay là mỏi cổ thường xuyên á, thì sử dụng cái này thì nó sẽ giúp giải tỏa được cái việc mà những cái cơn mệt mỏi, giúp anh em nó ngủ ngon hơn. Thì với những cái vì mình biết á, thì xung điện khi mà nó tạo ra thì nó sẽ kích thích cái dây thần kinh chúng ta. Nó sẽ tạo ra một cái chất gọi là chất giảm đau tự nhiên trong cơ thể. Với cái chất này á, thì nó sẽ giúp cơ thể của anh em nó giảm đau hoàn toàn tự nhiên và không phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Thì một ngày á, sử dụng thì mình cũng phiên. Nếu mà anh em nào mà sử dụng cái máy này thì một ngày chỉ nên sử dụng nó đó tầm khoảng cỡ 3 liệu trình. Mỗi liệu trình thì kéo dài khoảng 30 phút, hay là sử dụng sáng trưa chiều để cái cơ thể anh em nó có cái thời gian để nghỉ ngơi và nó phục hồi ha, chứ đừng nên sử dụng xuyên suốt nguyên ngày hay là xài liên tục thì mình thấy nó không tốt. Cái gì cũng vậy anh em ha. Anh em nhìn cái này thì nó có gì đó giống như là một cái kính mắt vậy ha. Thì một lát mình sẽ đeo vô cho anh em xem thử. Mình sẽ nói về cái phần cách sử dụng giống như là cái cách mà điều khiển cái máy này. Thì để mà điều khiển cái máy này thì đầu tiên anh em phải đeo lên cổ, và bên phần mặt này nè thì nó sẽ có ba cái núm điều khiển. Một cái núm đầu tiên á là cái núm anh em bật lên. Anh em nhấn bật lên thì anh em sẽ nghe một cái tiếng tít một cái, thì nó sẽ có cái đèn để báo. Thì khi mà anh em bật lên á, thì những cái miếng điện cực này bắt đầu nó sẽ chạy cái xung điện. Anh em chạm vô như vậy là anh em sẽ cảm nhận được cái xung điện ha. Nó khá là tê tê đúng. Và cái phím cộng phím trừ này á, thì anh em phan hạ chọn. Anh em bấm nút nguồn này, anh em bấm tiếp một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Để làm gì? Để anh em sẽ chọn được cái chế độ mà anh em thích hợp khi mà anh em sử dụng cái máy này. Thì cái máy này nó lên đến là 15 cái chế độ để anh em có thể lựa chọn. Cái này mà em bấm ha, chọn được cái chế độ phù hợp rồi. Xong hơi đánh bóp vậy đấy ha. Tiếp đến, anh em sẽ bắt đầu bấm tăng hoặc là giảm ha. Nút cộng để tăng. Khi mà anh em bấm hết kêu, có nghĩa là cái máy này nó đã đạt cái mức tối đa rồi. Anh em bấm giảm, lựa chọn được cái mức phù hợp ha. Thì ban đầu khi mà sử dụng chưa quen thì nên chọn vừa vừa thôi, đừng chọn mạnh quá. Mạnh quá giật bắn người ra luôn á, chứ không phải chơi đâu. Về phần công suất ha, thì nó là cái chiếc máy có công suất là 3W, và nó có một viên pin bên trong là 1000 mAh. Với cái viên pin này á, nó có thể hoạt động được từ khoảng 1 cho đến đâu đó khoảng 3 tiếng đồng hồ, tùy vào cái mức mà anh em sử dụng. Và thiết lập sẵn của cái máy này á, là nó chạy ở cái mức là 15 phút thì nó sẽ tắt một lần. Có nghĩa anh em sạc á, thì anh em có thể là một lần thôi, anh em xài được khoảng vài ngày là bình thường ha, không phải pin bục gì hết. Nó có một cái cổng sạc micro USB ở đây và 4 miếng điện cực ở đây, xài hết cắm vô sạc đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ đeo vô để mình sử dụng thử cho anh em xem khi mà đeo vô thì nó như thế nào ha. Và đây anh em, thì cách sử dụng cái máy massage cổ này cũng đơn giản thôi. Thì anh em để ha, nó sẽ có 4 cái phần điện cực ở sau nè. Anh em cứ để lên cổ ha, để lên cổ. Thì để lên cổ thì khi mà anh em để nó như vậy, và anh em sẽ sử dụng tay. Anh em nhớ nha, đầu tiên là anh em phải nhớ được là những cái vị trí của cái nút này á, là nút nguồn, xong rồi tính nút cộng và nút trừ để anh em thao tác cho nó dễ. Anh em để lên cổ nè, và anh em tìm đến cái nút cao nhất để anh em bấm ha, bấm giữ một tí nè. Xong rồi anh em sẽ chọn được cái chế độ nó phù hợp. Tiếp đến là anh em sẽ từ cái nút trên ha, anh em gài nhẹ xuống cái, anh em tìm cái nút cộng để anh em tăng. Đó, anh em tăng cái phần massage lên. Khi mà tăng lên rồi anh em thấy rất mạnh quá thì anh em sẽ tìm xuống cái nút cuối cùng để anh em giảm xuống ha. Tới cái chế độ phù hợp thì anh em cứ để như vậy thôi, để cho máy nó tự động hoạt động. Khi mà nó lặp lại cái quy trình đúng 15 phút thì cái máy nó sẽ tắt. Và anh em muốn sử dụng lại thì anh em chỉ cần là bật để khởi động máy là thôi. Anh em sử dụng thì cũng chú ý ha, mỗi lần sử dụng thì không quá nửa tiếng.
và một ngày thì không sử dụng quá 3 lần để đảm bảo được là cái tính hiệu quả khi mà anh em sử dụng cái máy massage cổ này. Về phần link mua cái máy massage cổ này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, khi mà anh em mua thông qua cái link của mình cũng như là mình đã hướng dẫn anh em từ đầu á, thì anh em nhập mã xong các kiểu anh em sẽ giảm được $11 và anh em mua cái máy này với cái mức giá nó cũng khá là rẻ, đâu đó tầm khoảng cỡ $9+ á, thì nó sẽ giảm giá khá là sâu. Về phần cái hiệu quả khi mà mình sử dụng ha, mình trải nghiệm đâu đó tầm khoảng 1 đến 2 ngày nay á, thì mình thấy cái máy này khi mà anh em sử dụng, anh em sạc, anh em trải nghiệm thì thật sự là nó mang lại cho anh em cái hiệu quả sử dụng cũng khá là tốt, giảm được cái chứng mà anh em đau cổ. Nhưng mà ngày đầu tiên á, anh em sử dụng thì anh em cảm giác nó sẽ chưa quen á, thì nó sẽ đau nhiều hơn. Tuy nhiên khi mà khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thì bắt đầu cái cơ thể của anh em nó sẽ tiết ra các chất, nghĩa là giảm đau tự nhiên, và anh em sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn. Và anh em sử dụng ngày 2, ngày 3 và anh em sẽ cảm thấy nó hiệu quả hơn khá là nhiều. Thì mình thấy cái này anh em cũng khá là đáng mua, mua về để sử dụng, nhất là anh em nào mà ngồi làm việc nhiều nè, làm văn phòng, hay là mua về tặng cho những cha mẹ lớn tuổi á, sử dụng thường hay đau vai gáy thì nó cũng rất là ok. Và anh em cảm thấy video này hay thì đừng quên nhấn like, share, còn giống như là subscribe kênh Tay Cho Ba Chấn Thương của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Ba anh em bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.